Chào các bạn đang xem video mới nhất của mình. Thì hôm nay mình có mua cái đèn hỗ trợ sửa máy, thì mình giới thiệu cho các bạn cùng xem. Thì nó có kèm theo một cổng dây sạc bằng cổng 2C như là kia bên đây. Xài chung mấy cái điện thoại, xài chung mấy dây sạc mà điện thoại Samsung ha. Kia bên đây, ở đây nút nguồn, ở đây là nút bật tắt cảm biến. Đây hai cái đèn cảm biến, đây là đèn báo sạc. Rồi bây giờ mình mở lên cho các bạn cùng xem. Đây, bấm một cái là đèn này nó sáng chăm chăm ha. Rồi bấm một cái nữa chăm chăm, bấm một cái nữa này sáng 40%. Đây rồi xong bấm cái nữa chuyển qua cái đèn pha này. Đây. Rồi bấm cái nữa nó tắt. Rồi bây giờ mình sẽ, nó có cái bật cảm biến, mình thử cảm biến nha các bạn xem. Mình mở nguồn lên, mở nguồn lên ha. Xong cái đèn này màu đỏ, mình nhấn thêm cái này nó sẽ chuyển thành màu xanh, xanh đỏ đó. Rồi mình đặt ngón tay vô đó, đèn tắt, đặt ngón tay qua đèn sáng. Ở đây là cái đèn hồng ngoại nè. Khi mình coi xem qua camera thì mình thấy được cái đèn hồng ngoại, còn xem bằng mắt thường thì không thấy được cái đèn này đó. Tắt, tại vì cái nó đang chớp tắt là do nó phát hiện cái điện thoại của mình đang quay á. Rồi tắt đó, mình để xa cái điện thoại đó, sáng tắt. Cái này hỗ trợ cho công việc sửa máy tính nè, sửa điện, sửa ống nước. Chung là nhu cầu của các bạn cần làm gì thì thấy phù hợp thì mua. Thì mình có để link Shopee ở bên dưới, các bạn thấy cần thiết thì chọn đặt hàng. Rồi video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.